mình buộc nó ở dưới đây nè, mình lại cái vậy mình dỡ nó gì nó về xuống vậy đó, dỡ lên cái cục luôn này. Con cục lúa gì đó đâu mình lật cái xuống vậy là hết á. Hồi đó tôi hết là mới tôi biết hết cá, tôi câu tôm rồi tôi hết cá là mới có mười mấy tuổi á, bây giờ 67 tuổi tính lại là cũng mấy chục năm, 14-50 năm rồi đó. Cái nghề hết cá này thì ít người rồi, với ít hơn rồi đó là mình đắp lại đê lại á, rồi khép kín rồi, đâu có sông nhỏ gì nó vô ra nó ở nó đẻ được. Chứ hồi đó hết một bữa trời ơi cứ bỏ luôn. Hồi đó là tôi hết một cái rồi cái xuồng này chở chứ chắc gì một quận mà khẩm luôn. Còn đó đây ruộng lúa không, ngựa nào cũng kéo bít cái sông này luôn nè, hai bên á ngựa khúc kìa. Mà hết thì vẫn không hết, rồi bây giờ lại là không có người hết. Nhưng mà có cái người ta văn lưới rồi người ta làm đủ cái chuyện, người ta bắt. Thì tôi thấy ở trên đời này nói chung không có cái nào mà nói mình muốn sung sướng là có tiền được đâu. Cũng phải có khi cực khổ, có khi cũng thất bại rồi mới thành công. Ít thì mình bán nó mắc hơn. Hồi đó ký có 15 ngàn, mà bây giờ bán một ký 40-50 ngàn. Thế rồi mua xuồng, mua máy rồi cũng nói không. Rồi có lúc là nhiều khi làm 5 tháng, 2 tháng, theo mà 1 tháng là mua 1 chỉ vàng đơn giản đó. Cho nên bởi cái nghề không bỏ, yêu cái nghề chứ không phải chứ. Nhiều khi nó ngủ ha, buồn ngủ quá nó thôi bây giờ không làm nữa nè, bây giờ mình không đi một đêm ở nhà ngủ, nhưng mà ngủ cũng được,